chào các đồng chí và các bạn đang đến với chương trình An ninh Hậu Giang. Chương trình hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Thưởng 3 tập thể phá nhanh vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 61C. Bắt vụ đánh bạc tại thành phố Vị Thanh. Chung tay ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2016. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể đã có thành tích phá nhanh 3 vụ cướp tài sản xảy ra trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương thành tích của các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Vị Thanh, Công an huyện Vị Thủy và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và trao tặng mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã triệt phá băng nhóm gây ra các vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 61C vào đầu tháng 4 vừa qua. Công an thành phố Vị Thanh vừa bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà lồng chợ Vị Thanh ở khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, tiến hành kiểm tra và thu giữ một bộ bài tay, gần 2 triệu 500 ngàn đồng trên người các đối tượng cùng các tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thị xã Long Mỹ vừa tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Tâm, 24 tuổi, trú ấp 3, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, vào ngày 17 tháng 3, Lê Thanh Tâm điều khiển xe mô tô chở bạn từ nhà ra xã Long Phú, thị xã Long Mỹ uống cà phê. Khi cả hai đến ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thì xảy ra va chạm với xe mô tô do một người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều, làm cả hai xe ngã ra đường. Hậu quả, Lê Thanh Tâm và người phụ nữ bị thương nhẹ, còn người bạn ngồi sau xe Tâm tử vong. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Lê Thanh Tâm điều khiển xe không chú ý quan sát và nồng độ cồn trong máu là 146mg trên 100ml, vượt nhiều lần so với quy định. Còn tại huyện Long Mỹ, công an huyện cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Liền, 37 tuổi, trú ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, Võ Văn Liền và vợ là Trần Hồng Gấm, 36 tuổi, ly thân từ tháng 9 năm 2015. Tết Nguyên Đán năm 2016, Gấm từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà tại ấp 1, xã Vĩnh Viễn. Vì Liền nghi ngờ Gấm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Một lúc sau, Liền ra bên hông nhà lấy chai axit đã mua để châm bình ắc quy, rót vào ly nhựa, chui vào mùng, tạt axit vào người Gấm, gây bỏng nặng, tổn hại sức khỏe 59%. Tiếp theo chương trình là thông báo truy nã tội phạm do Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cung cấp. Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Quyền, sinh năm 1973, nơi đăng ký thường trú, số 545 đường Hùng Dương, ấp Xẻo Dông A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Phạm tội môi giới mại dâm theo quyết định truy nã số 02 ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang. Thân nhân đối tượng: họ tên cha Nguyễn Văn Phấn, họ tên mẹ Lê Thị Tiền. Truy nã đối tượng Lý Văn Sậm, sinh năm 1986, nơi đăng ký thường trú, ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quyết định truy nã số 03 ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang. Thân nhân đối tượng: họ tên cha Lý Văn Hải, họ tên mẹ Lê Thị Thơm. Mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng, báo ngay cho Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ số 9 đường Nguyễn Trãi, phường 4, thành phố Vị Thanh, điện thoại 0711 3589 281 hoặc báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý. Chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về các đối tượng.
Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị thân nhân, gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên, giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục kỳ trước, chúng tôi đã phản ánh một số vụ việc xâm hại tình dục xảy ra ở Hậu Giang trong quý 1 năm 2016. Hành vi phạm tội của các loại tội phạm này hầu như không mới. Đó là các đối tượng thường hành động ở nơi vắng vẻ hoặc lợi dụng sự thiếu quan tâm của cha mẹ với con cái. Và phần lớn người phạm tội là những người thiếu nhận thức về pháp luật. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến các đồng chí và các bạn ý kiến của các cơ quan chức năng để có thể ngăn chặn xâm hại tình dục trong thời gian tới. Mời quý vị theo dõi. 3 tháng với 9 vụ việc xâm hại tình dục xảy ra, đây là một con số đáng quan tâm. Ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang, là người có nhiều năm kinh nghiệm xử lý về các vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục của tỉnh. Ông cho biết, trung bình mỗi năm, Tòa án tỉnh xử lý khoảng 12 vụ án phúc thẩm về tội xâm hại tình dục. Nhưng con số này vẫn chưa phản ánh hết, bởi phần lớn các vụ xâm hại, đối tượng phạm tội đều nhận tội ngay trước các phiên tòa sơ thẩm ở huyện, thị xã, thành phố, hoặc một số nạn nhân không trình báo. Về các chế tài hình sự hiện nay đó, thì nói chung là cái tội mà xâm phạm tình dục trẻ em đó là pháp luật quy định cũng là rất là nghiêm khắc. Cái khó khăn ở đối với tòa án, riêng tòa án xử lý đó là ở khâu tuyên truyền, bởi vì cái xử lý những cái vụ việc xâm hại tình dục trẻ em này thì không phải như những loại vụ án khác, bởi vì đây là cái loại vụ án nó có tính nhạy cảm rất là cao, nó liên quan trực tiếp đến cái giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự nhân phẩm của người bị hại, của trẻ em. Chính vì vậy mà việc xét xử thì trừng trị kẻ phạm tội và nó chỉ tuyên truyền được trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc những người trực tiếp liên quan biết. Còn việc xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án thì rất là hạn chế, bởi vì đây là liên quan tính danh dự nhân phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ và trẻ em. Hiện đơn vị này đã xây dựng được hàng chục mô hình về phòng chống bạo hành gia đình, phòng chống trẻ em bị xâm hại tình dục ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các mô hình này thời gian qua cũng đã mang lại nhiều hiệu quả. Thì đối với chúng tôi thì tuyên truyền cả về chiều rộng và chiều sâu chúng tôi đều đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên cái khó là cái cán bộ hội thì là các cái kiến thức liên quan tới pháp luật, kiến thức liên quan tới chăm sóc sức khỏe sinh sản thì nó càng hạn chế. Xâm hại tình dục đang trở thành nỗi ám ảnh tại những vùng quê nghèo ở Hậu Giang. Và đằng sau những vụ xâm hại là hệ lụy vô cùng nghiêm trọng với những nạn nhân. Trở lại với những nhân vật trong chương trình kỳ trước, liệu gia đình bé T, nạn nhân 5 tuổi trong vụ xâm hại tình dục ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp sẽ cần bao lâu nữa mới vượt qua được nỗi ám ảnh này? Và liệu rằng sau khi yêu Khánh và Đa khiến cho hai thanh niên này vướng vào dòng lao lý vì tội giao cấu với người chưa đủ tuổi vị thành niên, N sẽ đối mặt như thế nào với gia đình, họ hàng của em khi cái thai đã ngày càng lớn mà bản thân của N lại không biết đó là con của ai? Và còn có bao nhiêu vụ việc đau lòng nữa sẽ xảy ra trong thời gian tới nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ? Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định về xâm hại tình dục, trong từng trường hợp phạm tội, tùy thuộc vào hành vi phạm tội cụ thể, tương ứng với mỗi tội danh mà có quy định mức hình phạt khác nhau. Trong đó, thấp nhất từ 6 tháng đến 3 năm tù về tội dâm ô với trẻ em theo Điều 116, cao nhất có thể lên tới tù chung thân về tội cưỡng dâm trẻ em theo Điều 114 hoặc tử hình về tội hiếp dâm trẻ em theo Điều 112. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan để phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cảnh sát hình sự, 18 tháng 4 năm 1946, 18 tháng 4 năm 2016,
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình về những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Điều tra làm rõ 9 trên 9 vụ xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là một trong những đóng góp tích cực của lực lượng cảnh sát hình sự trong công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra bức xúc trong dư luận. Như vụ việc xâm hại tình dục bé gái 5 tuổi ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Ban đầu, đối tượng quanh co chối tội, nhưng với sự mưu trí của các điều tra viên cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài tình trạng xâm hại tình dục thì trộm cướp, các tệ nạn cờ bạc, số đề, đá gà, mại dâm cũng là vấn đề nhức nhối của xã hội được lực lượng cảnh sát hình sự tập trung triệt xóa. Như trường hợp của đối tượng Nguyễn Thanh Nhật, thường trú tại khu vực 2, phường 4, thành phố Vĩ Thanh, biệt danh là Nhật Con. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng Nhật Con luôn được các đối tượng khác kiêng nể vì độ liều lĩnh của mình. Qua công tác nắm tình hình, tối ngày 12 tháng 11 năm 2015, Nhật Con bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang tàng trữ 6 bọc ni lông chứa ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường 1. Khi đó, y còn giữ trong người một khẩu súng ngắn. Điều cuối cùng rút ra được, đó chính là dù hoạt động của các đối tượng có tinh vi, xảo quyệt thế nào, thì cuối cùng vẫn không thể qua mặt được lực lượng cảnh sát hình sự. Trong quý 1 năm 2016, lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 60 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 72 đối tượng, lập kế hoạch và phối hợp triệt xóa 161 điểm tệ nạn xã hội với 750 đối tượng có liên quan. Với những thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2015, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân tặng cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Thì với cái vai trò là cái cơ quan tham mưu, thì Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động cái cao điểm thi đua đặc biệt để chào mừng 70 năm thành lập lực lượng Cảnh sát Hình sự. Và từ cái việc phát động này, chúng tôi đã tổ chức lập kế hoạch rồi phối hợp cùng với lực lượng hình sự ở các cái huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện cái cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cái 30 tháng 4 và chuẩn bị cho cái bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp tới đây. Sau biết bao mồ hôi tâm sức đổ ra theo từng vụ án, những điều còn lại chính là niềm tin ngày càng được củng cố của từng cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân. Nhìn lại một chặng đường dài xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều chiến công được ghi nhận sẽ là tiền đề để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh nói chung và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự sẽ phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong thời gian tới. Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên mục kỳ này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website Hậu Giang TV hoặc cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang là công an hậu giang.gov.vn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Trân trọng kính chào.